vui được gặp lại quý vị trong phần cuối cùng của bản tin FPNC Việt Nam ngày hôm nay, mùng 9 tháng 10. Kính thưa quý vị, để hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp và bình ổn thị trường, một số doanh nghiệp vận tải biển đã kiến nghị chính phủ cho áp dụng mức giá tối thiểu, tức là giá sàn, với dịch vụ xếp dỡ container ở tất cả các cảng biển. Kiến nghị này được đưa ra trong buổi đối thoại trực tuyến giữa doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển với Bộ Giao thông Vận tải diễn ra vào hôm qua. Theo các doanh nghiệp, hiện nay chính phủ chỉ mới quy định giá sàn cho dịch vụ xếp dỡ container tại cảng Cái Mép, Thị Vải, còn các cảng khác chưa có nên dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, làm lợi cho các hãng tàu nước ngoài. Các doanh nghiệp kiến nghị chính phủ xem xét quy định giá sàn dịch vụ bốc dỡ container cho tất cả các cảng. Trả lời kiến nghị này, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công cho biết, hiện nay Cục Hàng hải đang nghiên cứu giá sàn để áp dụng cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Tuy nhiên, việc áp dụng còn phải chờ một thời gian nữa do phải thu thập số liệu trình chính phủ và Quốc hội, nếu được đồng ý mới thực hiện. Riêng cảng Đà Nẵng, do chỉ có một doanh nghiệp khai thác hàng container nên cục chưa xem xét việc áp giá sàn. Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành giá sàn dịch vụ bốc dỡ container khu vực cảng nước sâu Cái Mép, Thị Vải, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu với mức thu 46 đến 75 đô la Mỹ tùy kích thước container và tùy loại có hàng hay không có hàng. Dự kiến trong năm 2014 thì Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cổ phần hóa 12 doanh nghiệp nhà nước thay vì 15 doanh nghiệp như dự định ban đầu. Theo nội dung cuộc làm việc giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố chiều ngày 7 tháng 10 vừa qua. Theo Ban Quản lý Đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại kế hoạch thoái vốn cũng như cổ phần hóa các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn đi theo đúng lộ trình. Theo đó, trong tháng 10 sẽ phê duyệt phương án cổ phần hóa các đơn vị. Trong 2 tháng tiếp theo, tháng 11 và tháng 12 sẽ tổ chức bán cổ phần lần đầu cho 10 doanh nghiệp. Hiện vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình tái cơ cấu của nhiều doanh nghiệp nhà nước. Theo Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, một trong những khó khăn nhất là xây dựng kế hoạch đổi mới và hiện đại hóa về công nghệ. Cái khó khăn nhất về đối với Tổng Công ty Văn hóa đó là cái phát triển ứng dụng về khoa học công nghệ tiên tiến đó, thì báo cáo các đồng chí chỉ mang tính chất định hướng chung chung thôi. Thí dụ đối với ngành giải trí á, thì chúng tôi định hướng cho các công ty giải trí á, nó sẽ về công nghệ ứng dụng thế này. Hay là ví dụ như ngành điện ảnh chiếu phim á, thì nay ứng dụng vậy, kế hoạch đến 2020, 3D chiếm bao nhiêu thôi, chứ không có thể nào nói cụ thể được. Hay đối với ngành in cũng vậy. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ông Lê Mạnh Hà, khả năng năm nay thành phố chỉ cổ phần hóa 12 đơn vị. Còn 3 đơn vị thuộc lĩnh vực bất động sản không kịp thực hiện trong năm nay nên sẽ thực hiện tiếp trong năm 2015. Đồng thời, ông cũng yêu cầu các doanh nghiệp còn chưa hoàn chỉnh đề án tái cơ cấu nộp đề án muộn nhất vào nửa đầu năm 2015. Mình tập trung vào giai đoạn đầu năm giữa năm của 2015 để mình thực hiện cho nó, tôi nghĩ là khả thi hơn cũng như nó kịp hơn, chứ còn mình để đến cuối 2015 là nó sẽ lại trôi sang 2016 đấy, là mình sẽ không thực hiện đúng kế hoạch đâu. Ngoài ra, theo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp, tổ chức lại, giải thể, phá sản đối với 19 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc thành phố trong giai đoạn 2014 và 2015. Cũng liên quan đến vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi có cuộc phỏng vấn ngắn với ông Lê Mạnh Hà, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xung quanh quan điểm của thành phố trước kế hoạch cổ phần hóa hàng loạt công ty nhà nước thuộc thành phố. Thưa ông, tới đây có hàng loạt doanh nghiệp của thành phố bán cổ phần lần đầu ra công chúng. Tuy nhiên, thời gian qua không phải doanh nghiệp nào cũng bán được số lượng cổ phiếu và giá cổ phiếu như kỳ vọng, như Vinatech. Ông có lo ngại về điều này? Thực ra Vinatech thì không đánh giá được, bởi vì cũng thuộc doanh nghiệp trung ương. Với của thành phố thì cái doanh nghiệp, cái đơn vị mà cổ phần hóa đầu tiên là Vafaco, trực thuộc cái Tổng Công ty Văn hóa, thì bán lại rất là tốt. Giá ví dụ mình định là 10 thì bán được 20, nhưng gấp đôi. Trung bình là gấp đôi, bán giá rất là tốt. Trong thời gian tới thì thành phố cố gắng là làm sao cái cổ phần hóa nó phải hấp dẫn các nhà đầu tư hơn. Ví dụ như mình cổ phần hóa nhà nước giữ lại dưới 50% chẳng hạn, thì nhà đầu tư người ta cảm thấy là hấp dẫn hơn đối với họ, bởi người ta có quyền trong cái việc điều hành của một cái doanh nghiệp, thì người ta sẵn sàng, người ta tham gia. Tất nhiên nó bị tùy thuộc vào rất nhiều, nhưng mà nếu như người ta có khả năng tham gia quản lý thì người ta sẽ tích cực hơn trong cái mua và mua với giá tốt hơn. Thưa ông, những đơn vị lớn như là Sài Gòn Tourist và Samco nhận được khá nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Liệu những doanh nghiệp này có cổ phần hóa trong đợt đầu tiên này không thưa ông? Mấy tổng công ty thì sau 2015 hết, thì các đơn vị trực thuộc các tổng công ty hoặc công ty mẹ thì mới 2014-2015. Có hai cái công ty mẹ là công ty Cholimex với lại Diệt May Gia Đình thì 2015.
thì sẽ cổ phần hóa và chắc là sẽ hoàn thành đúng kế hoạch thôi. Bởi vì tất cả các công tác chuẩn bị là mình chuẩn bị từ 2 năm trước, bắt đầu cổ phần hóa là 2014-2015. Thì 2014 cơ bản hoàn thành kế hoạch, 2015 thì chắc là sẽ thuận lợi hơn. Thưa ông, thành phố có vẻ rất quyết liệt với việc cổ phần hóa lần này. Liệu ông có lo ngại về vấn đề tiến độ? Chắc chắn rồi, thành phố tập trung làm trong 2 năm nay để 2014-2015 để hoàn thành kế hoạch. Và cổ phần hóa thì là khả thi. Chỉ có thời gian có thể thay đổi một chút, cái có khó khăn một chút về xác định giá trị thì mình rời lại. Nhưng mà phải cổ phần hóa được, cuối cùng mình phải cổ phần hóa được, cái còn thời gian thì không quá quan trọng. Vâng, xin cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét việc bãi bỏ quy định đình chỉ nhập khẩu thịt bò từ Pháp sau dịch bò điên năm 1998. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hợp tác chặt chẽ, kịp thời trao đổi, hướng dẫn các cơ quan liên quan và doanh nghiệp xuất khẩu của Pháp để giải quyết dứt điểm các vướng mắc kỹ thuật, tạo thuận lợi cho thương mại giữa hai nước, đồng thời tuân thủ pháp luật Việt Nam về nhập khẩu mặt hàng thịt bò. Trước đó, từ năm 1988, sau khi Tổ chức Dịch tễ Thế giới thông báo về dịch tễ học của bệnh bò điên tại một số nước, Việt Nam đã đình chỉ nhập khẩu thịt bò từ Pháp cùng với 8 nước khác. Sau đó 3 năm, Tổ chức Thú y Thế giới đã công nhận Pháp đã kiểm soát được bệnh bò điên. Năm 2011, phía Pháp đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu này. Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, thì các siêu thị vừa tung ra chương trình khuyến mãi và giảm giá mạnh các mặt hàng dành cho phái đẹp, cũng như là các mặt hàng thiết yếu khác nhằm chia sẻ gánh nặng chi tiêu, chăm sóc gia đình của các chị em. Hệ thống siêu thị Co-op-mart thực hiện cùng lúc 6 hoạt động khuyến mại lớn như giảm giá đến 49% cho 600 sản phẩm chăm sóc phụ nữ, tặng hơn 38.000 phiếu mua hàng và thiệp cho khách hàng nam nhằm khuyến khích phái mạnh chia sẻ công việc nội trợ và gắn kết yêu thương gia đình, tặng hơn 46.000 quà tặng yêu thương cho các khách hàng nữ trong ngày 20 tháng 10. Các sản phẩm được giảm giá là những sản phẩm thời trang, chăm sóc sắc đẹp, hàng gia dụng, thực phẩm tươi sống. Hệ thống siêu thị Bixi tung ra cùng lúc 2 chương trình khuyến mãi tôn vinh vẻ đẹp Việt và giá bùng nổ, giảm giá hơn 1.000 mặt hàng mỹ phẩm, phụ kiện, quần áo thời trang, cùng hơn 500 mặt hàng nhu yếu phẩm hàng ngày với mức giảm từ 5 đến 50%. Theo các siêu thị, trong bối cảnh sức mua trên thị trường còn yếu, các siêu thị mạnh tay tung ra các chương trình khuyến mãi với hy vọng kích cầu cho mùa mua sắm cuối năm. Kính thưa quý vị, sắp tới đây thì sân bay quốc tế Đà Nẵng và sân bay quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa sẽ có đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách du lịch nước ngoài. Hiện tại thì đã có đề nghị của Tổng cục Hải quan về việc sớm triển khai tại các sân bay này. Tổng cục Hải quan vừa gửi công văn đề nghị Việt Tín Băng làm việc với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và Cục Hải quan Khánh Hòa để chuẩn bị các công việc liên quan đến việc làm đại lý hoàn thuế VAT cho người nước ngoài tại sân bay quốc tế Cam Ranh. Tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, thì đơn vị triển khai sẽ là Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Trước đó, việc hoàn thuế VAT cho du khách nước ngoài đã áp dụng chính thức tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội sau một thời gian thí điểm kể từ năm 2012. Mục tiêu là nhằm thu hút và kích thích du khách nước ngoài mua sắm hàng hóa tại Việt Nam. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự trong nước của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị có thể xem lại chương trình cũng như là xem thêm các tin tức và các video của chúng tôi tại Facebook của FTNC. Và quý vị đừng quên like cho trang Facebook của chúng tôi quý vị nhé. Và đến đây thì Phi Yến xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin FTNC Thế giới trong ít phút nữa.